Shop hàng Nhật Lục Địa xin chào cả nhà. Hôm nay em lên sóng phục vụ các bác một cái chiếc chảo nướng em vừa về, hàng của Nhật nội địa. Phải nói là hàng Nhật rất là chất, thật sự là chất các bạn. Nhìn những cái đồ của nó nói chung là nó quá mỹ mãn luôn. Ở đây là một cái chiếc chảo nướng của Nhật nội địa của hãng Joji Joshi, cũng như hãng con voi của Nhật, sử dụng điện lưới 100V. Cái chiếc chảo này thì về tình trạng của nó thì còn quá mới luôn này, gần như chắc là bên Nhật mua về rất ít dùng. Thông số về mang rất là đẹp này. Phần nhựa này còn rất là mới nhé, rất là mới các bác ơi. Hãng Joji này, rất là mới luôn. Được, chiếc chảo này thì nó bao gồm những cái gì? Mình đầu tiên mình phải nói về cái kích thước đi các bác. Đây là cái lắp vung này, kích thước của nó nhé là 40 phân nhân với cả 35 phân lòng chảo. 40 nhân với chính xác là 35 các bác nhé. Đấy, đội người Nhật họ rất hay ăn đồ nướng cho nên cái đồ nướng của nó rất là đẹp. Cái chất liệu chống dính của nó thì cái này là nặng các bác này, bằng gang hay bằng nhôm nhá, bằng nhôm các bác này, cực dày ấy, chứ không phải là những cái nhôm mỏng như dập như của mình đâu, mà đây nó là nhôm đúc. Nhôm đúc rất là dày luôn, giữ nhiệt rất là tốt, nướng không bao giờ bị cháy. Nhưng mà đây nó đúc này. Đấy, nướng không bị cháy, không bị khét như các cái đồ của hàng ấy. Trước em có mua một cái hàng của Trung Quốc hơn 1 triệu cái nướng mà chả ra cái gì cả. Cái này các bạn này. Đấy, những cái này nướng của nó mới không phải là rẻ đâu, rất là đắt đấy. Dày cộp các bạn, nướng bằng vân này. Đấy, hai chảo nướng nhá, cực dày luôn. Đây các bạn, con luôn. Đây một chiếc chảo nước thứ hai, cái này bóp là rút ra. Một chiếc chảo thứ hai cũng dày như vậy các bạn nhé. Dày cộp luôn nhá, bằng nhôm, nhôm đúc đấy chứ không phải là nhôm dập đâu. Phần chống dính còn như mới nguyên, các bạn này. Như mới nguyên nhé. Bị mỡ bẩn các bạn. Này, nướng cái này, đồ ăn nướng cái này thì tuyệt vời luôn. Đấy, chiều ngang 40 và 35 các bạn ạ. Ở đây là phần dây may so này, may so nhé, phần rất là mới, tôn ở dưới rất là mới này. Chảo nướng tuyệt vời luôn. Đây, bây giờ sẽ lắp vào đây các bạn này. Đấy, khi các bác dùng cái khay nướng này, cái này chắc là nướng thịt này, cái này khả năng là nướng các cái đồ như là tôm, cua hay là hàu. Cái này em nghĩ là nướng các cái đồ có vỏ, các bác công nhận không? Nướng các đồ có vỏ, tôm, cua, hàu hiếc là các bác nướng ở đây, ốc hiếc là nướng bằng cái này. Cái này là nướng thịt. Đấy, các bác cắm vào đây, cắm vào các bác nhé. Cái này nó có số đây, bao nhiêu độ này, bật lên này, 140 độ này, 200 đến 250 độ C. Cái bọn này nóng cực nhanh luôn mà giữ nhiệt tốt, rất là tiết kiệm điện các bạn. Nóng nhanh giữ nhiệt tốt nhá. Bao gồm một cái vung này, đây, đây. Để chống bắn. Tình trạng còn rất là đẹp. Đây, quá đẹp luôn, như mới. Một chiếc chảo của hãng Joji Joshi con voi. Rất là đẹp. Đấy, các bạn đã ấm ngay rồi đây này. Đã ấm rồi đấy. Một chiếc chảo Nhật bao gồm đủ phụ kiện như trên clip. Đấy, chiếc này em bán là 1,6 triệu các bác nhé. Con lưu ý là điện 100V, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đấy, bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Một chiếc chảo nướng Nhật cực đẹp. Chào các bác.